Cuối cùng thì máy lạnh Panasonic đã có ứng dụng điều khiển trên smartphone. Với một thương hiệu hàng top như Pana thì Linh rất là kỳ vọng về ứng dụng của hãng. Liệu là ứng dụng này có đáp ứng được những nhu cầu thường ngày hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video để khám phá chi tiết hơn nữa về ứng dụng này nhé. Kết nối với máy lạnh Pana có tên đầy đủ là Comfort Cloud. Thực tế thì trên một số dòng máy lạnh của Pana ra mắt từ năm 2023 thì đã có tích hợp điều khiển qua ứng dụng rồi. Tuy nhiên là vào cái thời điểm đó, mình xét cả về số lượng dòng hỗ trợ lẫn chất lượng ứng dụng thì Linh thấy là nó chưa thật sự quá ổn định. Chưa kể là có một số dòng thì cái phương thức kết nối nó cũng tương đối khá là phức tạp, cho nên là điện máy xanh cũng chưa có đề cập quá nhiều. Vì vậy mà với dòng máy lạnh ra mắt vào năm nay thì kỳ vọng của cá nhân Linh về ứng dụng này đã ngày một cao hơn nữa. Và bây giờ để chúng ta khám phá chi tiết về ứng dụng này thì mình sẽ cùng nhau đi qua hai phần ha. Phần 1 sẽ là hướng dẫn kết nối và phần 2 sẽ là những cái trải nghiệm thực tế mà ứng dụng này mang lại. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách cài đặt cũng như là kết nối máy lạnh với ứng dụng. Phần này thì Linh sẽ có một lưu ý quan trọng với mọi người, đó là chúng ta sẽ có hai loại mã QR. Loại thứ nhất là dùng để tải ứng dụng về điện thoại, còn loại thứ hai dùng để ứng dụng nhận diện máy lạnh. Khi mà chúng ta mua máy lạnh thì sẽ có một tờ hướng dẫn sử dụng nhanh có in hai mã QR nằm ở đây. Thế nhưng mà Linh tin là khi mà chúng ta đã xài một thời gian rồi thì rất có thể cái tờ này nó sẽ biến mất một cách bí ẩn. Hoặc là ví dụ giống như Linh đi, Linh cũng xài nó bữa giờ ha, Linh trải nghiệm xong rồi Linh cũng thử để ở ngoài xem là sau tầm 2 tuần có chuyện gì xảy ra không. Thì đây, cho mọi người xem. Nó cũng khá là te tua tơi tả rồi. Cho nên bây giờ thì Linh sẽ chỉ cho mọi người những cái chỗ còn lại cũng đặt hai mã QR đó. Và chúng ta sẽ yên tâm là mình xài hoài, xài mãi, nó cũng không có mất đi. Mã QR dùng để tải ứng dụng thì sẽ được dán sẵn ở trên remote. Còn mã QR dùng để kết nối với ứng dụng thì được dán sẵn ở trong máy lạnh luôn. Chúng ta chỉ cần mở nắp ra là các bạn có thể quét được ngay rồi. Còn về phần chuẩn bị thì mọi người chuẩn bị giúp Linh một vật có đầu nhỏ giống như là que dọc sim á. Nếu như mà không có là chúng ta không có thao tác được đâu. Ngoài ra mạng Wi-Fi gia đình sử dụng có băng tần 2.4GHz và cho phép những thiết bị kết nối nội bộ với nhau. Trong quá trình thực hiện thì ứng dụng sẽ yêu cầu các quyền truy cập vào camera này Wi-Fi. Chúng ta hãy cho phép cấp quyền nha. Để kết nối máy lạnh với ứng dụng thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 cách. Thứ nhất là mình dùng mã QR, thứ hai là thiết lập Access Point và thứ ba là thiết lập WPS. Cá nhân Linh sau khi đã trải nghiệm thực tế rồi thì Linh thấy là chỉ có một cách duy nhất, mình gọi là tối ưu và dễ thực hiện nhất. Với những gia đình có người lớn tuổi chúng ta cũng có thể làm theo để kết nối sản phẩm được. Đó chính là mình sẽ quét mã QR và ít thao tác, mà thao tác cũng rất là dễ nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi chi tiết từng bước kết nối máy lạnh với ứng dụng Comfort Cloud. Các bạn hãy quét mã QR cài đặt ứng dụng có trên remote trước. Và ứng dụng này tất nhiên là sẽ có trên cả hai nền tảng là Android lẫn iOS. Sau khi mà cài đặt xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập ha. Chúng ta có thể tạo ID mới. Thế nhưng mà Linh nghĩ tiện nhất nha là chúng ta đăng nhập bằng tài khoản Google. Trên cả điện thoại Android lẫn iPhone đều đăng nhập bằng Google được luôn. Khi mà chúng ta đăng nhập thành công thì ứng dụng sẽ hiển thị màn hình chính và các thiết bị đã từng kết nối sẽ hiển thị tại đây. Chúng ta hãy bấm dấu cộng để mà thêm thiết bị mới. Mình chọn điều hòa không khí. Thì sẽ có 4 loại máy lạnh Pana hiện lên ở giao diện của ứng dụng và chúng ta hãy chọn đúng loại máy lạnh mà các bạn đang sử dụng nhé. Ví dụ ở đây đi thì Linh đang sử dụng loại máy lạnh đi kèm với remote không dây, cho nên là Linh sẽ chọn là điều hòa không khí cộng với điều khiển từ xa không dây. Chúng ta chọn loại kết nối có hai mã QR. Tiếp đến thì mình sẽ bấm quét mã QR và đưa camera điện thoại lại gần với mã QR. Ở trên ứng dụng thì sẽ hướng dẫn các bước cài đặt tiếp theo. Lúc này thì mình sẽ dùng que chọc sim điện thoại để nhấn và giữ nút Wi-Fi bên dưới cùng của remote đến khi mà màn hình hiển thị lên số 1. Và tiếp theo là chúng ta sẽ nhấn nút mũi tên lên hoặc là xuống để cho màn hình hiển thị 0, hướng remote về phía máy lạnh và nhấn set một lần. Quá trình kết nối điện thoại với máy lạnh sẽ diễn ra và tiếp theo thì chúng ta nhấn Connect và nhập mạng Wi-Fi ở nhà vào để cho máy lạnh kết nối với hệ thống mạng ha. Sau khi mà đã kết nối xong rồi thì máy lạnh sẽ hiển thị ở giao diện màn hình chính luôn. Như vậy là cái việc kết nối của chúng ta đã hoàn thành rồi đó mọi người. Chúng ta có thấy đơn giản không? Linh thấy siêu dễ luôn á.
Vậy thì ứng dụng Comfort Cloud này có thể làm được những gì? So với những ứng dụng điều khiển máy lạnh từ xa thì ứng dụng này có đầy đủ các tính năng như là điều khiển này, lên lịch và theo dõi hoạt động. Về giao diện thì các ký hiệu to, rõ ràng và trực quan. Nhìn vào là mình sẽ biết được là biểu tượng đó có ý nghĩa gì và thực hiện thao tác gì. Tại trang chính của ứng dụng thì sẽ là giao diện bảng điều khiển máy lạnh. Mọi chức năng trên remote thì đều sẽ có tại đây hết. Trên dàn nóng và dàn lạnh thì đều có cảm biến nhiệt độ. Trên giao diện ứng dụng thì sẽ có thông báo là nhiệt độ ngoài trời lẫn trong nhà đang là bao nhiêu. Do là thời điểm hiện tại thì Linh đang quay ở trong phim trường cho nên là đã tháo dàn nóng ra để mà thuận tiện cho cái việc lắp đặt. Thành ra là ở trên ứng dụng bây giờ thì không có hiển thị là nhiệt độ ngoài trời đang là bao nhiêu. Liền phía bên dưới đó là 4 chế độ hoạt động của máy lạnh, sẽ bao gồm chế độ tự động này, chế độ làm mát, chế độ làm khô và chế độ nano y. Phần trung tâm đó chính là khu vực tùy chỉnh nhiệt độ cũng như là bật tắt máy lạnh. Và bên dưới đó chính là hàng nút để tùy chỉnh mức quạt, hướng quạt và bật chế độ Eco. Dưới cùng bên phải còn 3 nút điều khiển cho 3 tính năng là Nano EG, chế độ yên tĩnh để ngủ hoặc là chế độ Powerful cho công suất quạt tối đa, phòng được nhanh mát nhất có thể. Chức năng theo dõi sẽ được tập trung ở phần thống kê. Khi chọn vào ứng dụng sẽ mở giao diện thống kê sử dụng theo các khoảng thời gian là ngày, tuần, tháng hoặc là năm. Và bên trên thì sẽ hiển thị biểu đồ bao gồm 3 thông tin nhiệt độ là nhiệt độ thiết lập, nhiệt độ trong nhà và nhiệt độ ngoài trời. Khu vực bên dưới đó chính là hiển thị lượng điện năng tiêu thụ. Chúng ta có thể so sánh với các ngày trước đó để biết được là lượng điện tiêu thụ đang nhiều hơn hoặc là ít hơn để mình có những kế hoạch tiết kiệm điện nếu cần nhé. Việc hẹn giờ bật tắt là một điểm cộng rất lớn. Khi mà chúng ta điều khiển ở trên remote thì mình chỉ có thể hẹn giờ bật và tắt mà thôi. Thế nhưng mà với ứng dụng này thì chúng ta có thể thiết lập cụ thể từ thứ 2 đến chủ nhật. Ví dụ như là từ thứ 2 đến thứ 6 chúng ta đi làm cả ngày thì mình thiết lập máy lạnh mở từ 6 giờ chiều cho đến 6 giờ sáng. Còn thứ 7 mình làm một buổi thì mở từ 13 giờ chiều thứ 7 cho đến 9 giờ sáng chủ nhật để mình có thể ngủ nướng. Tùy theo nhu cầu mà chúng ta có thể thiết lập mức thời gian phù hợp với ý muốn của mình nhất. So với phiên bản Linh đã trải nghiệm của năm 2023 thì Comfort Cloud hiện tại đã đa dạng hơn về số lượng tính năng cũng như là ứng dụng thì đã hoạt động ổn định hơn rồi. Tuy nhiên là có một số điểm mà Linh nghĩ là hạ nên cải thiện để tốt hơn. Ví dụ như là tốc độ gửi lệnh thì cần phải được nhanh hơn nữa. Chứ hiện tại thì Linh thấy cũng còn khá là chậm nha. Sẽ mất khoảng tầm 3 giây kể từ lúc ra lệnh cho đến khi ứng dụng gửi lệnh đến máy lạnh. Thêm nữa là trong quá trình mà Linh sử dụng thì nhiều khi ứng dụng bị lỗi và chúng ta phải đăng nhập lại nữa. Nhìn chung thì Panasonic với ứng dụng Comfort Cloud đã cho một cái trải nghiệm hiện đại hơn rất nhiều. Máy lạnh có thể điều khiển từ xa thì sẽ giúp cho cái việc chúng ta sử dụng máy lạnh nó được chủ động hơn. Nên ví dụ như là một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta vừa tới công ty, xong rồi mình mới phát hiện ra là không biết là ở nhà mình đã tắt máy lạnh hay chưa. Thì thay vì suốt cả ngày đó chúng ta cứ ở trong cái tình trạng là thấp thỏm không yên, mình chỉ cần lấy cái điện thoại ra và chúng ta tắt ngay cái máy lạnh luôn. Hoặc là nếu như mà nhà mình có người lớn tuổi, có trẻ em này, thì chúng ta cũng sẽ biết được là máy lạnh đã được chỉnh nhiệt độ phù hợp hay chưa. Nếu như mà chúng ta muốn tham khảo thêm những chiếc máy lạnh của Panasonic thì đừng quên ghé lên website của Điện Máy Xanh nhé. Video ngày hôm nay thì đến đây thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi. Nếu như mà chúng ta thấy hay, thấy hữu ích thì đừng quên để lại một like và subscribe kênh để ủng hộ cho cả ekip của Điện Máy Xanh nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!